quá khủng rồi, đừng xảy con ngơ, trời ơi. Trời ơi bạn ơi, có kìa. Trời ơi, trời ơi. Con này có 700-800 gram nha các bạn. Khủng kinh hoàng chưa. Trời ơi. Ôi, rồi rồi rồi, ngay hu vô à. Ngay hu vô à. Cho nó chạy kỹ trời. Ừ đúng rồi. Xém sẩy các bạn. Nó. Trời ơi, đập bá luôn. Được xin chào quý vị và các bạn nha, các anh em nha. Thì được đang mới xuống bè bạn, đang gáp hai cặn vô, này được đem theo hai cặn các bạn. Chỉ cần câu tay hoặc câu cá đưa hồng. Đó bạn, rồi màu mình đánh là màu cám trộn nha quý vị. Màu cám trộn đây. Đó. Cám trộn, đây bộ quốc dừa xuống đây được nó bỏ vô cho thơm nha. Bọc giới của mình đánh đây hầu câu cá đưa hồng các bạn. Nay mình đánh nhà bè Mỹ Sương tiếp bạn. Đó, sông Mê Công. Rồi, xin chào anh em nha. Chuẩn bị ra cặn chiến rồi. Thì được cũng xin chào anh em nha, giờ lấy cặn ra câu đưa hồng cho anh em xem nha. Quá trời nó đây các bạn ơi. Thôi. Quá khủng rồi. Đừng sấy con ngơ, trời ơi. Trời ơi bạn ơi, có kìa. Trời ơi, trời ơi. Con này có 700-800 gram nha các bạn. Khủng kinh hoàng chưa. Trời ơi. Muốn quát lửa luôn các bạn. Trời ơi. Rồi sẽ gỡ thôi nha các bạn. Chà bá chà ná luôn nè. Đó. Ghê chưa. Ê ê ê ê. Bảy ơi, bảy ơi. Ồ, cá hè nữa các bạn. Cá hè nữa. Được, ngon à, ngon à, món này ngon các bạn. Có cá hè đi em ạ. Ôi ôi, lên được con chà bá luôn, quá đã các bạn. Xuống được rồi. Nó ăn thức ăn mua đồ đạm được mình nhử xuống các bạn. Ôi trời ơi, sảy. Máu dính còn gì này nó bu. Tức các bạn. Quá trời luôn các bạn. Không là còn con bự nữa để quất cho mình ăn. Cho giật cho đã các bạn. Lên con được hồng nữa nha các bạn. Ôi ôi, con nữa nha. Móc loạn mắt luôn hay gì, hết con mắt rồi. Hay là câu ngang cá bị đuôi mắt bạn. À sẽ gỡ các bạn ơi. Đó, con này bự nhưng cũng bự, cũng bự, cũng bự. 300 gram, 350 gram. Bạn tại vì trong lục bình này các bạn, chúng ta giải mồi các bạn, cá nó dạng ăn các bạn. Còn được giải ngoài trống nó nhát bạn, bữa hôm câu ngoài trống rồi, bữa nay nó nhát rồi. Ôi được thấy còn con đi hồng to. Lụm 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 lúa lụm lúa lụm lúa. Thôi ôi đỏ quét luôn mày. Con bằng tay không ăn nha. Để quay cho quý vị anh em nào xem. Câu xong là quạ nha quý vị. Cặp về nha. Đó, rồi sẽ gỡ. Thứ tư mình năm mình. Xuống ngồi, xuống ngồi. Tới lúc xét lụm lúa rồi các bạn ơi. Đó, lên nữa. Lên nữa các bạn. Lúc này chục chục.
ngắt các bạn, cái đường hồng bự nó quất các bạn. Tiếp theo quý vị, này một này giống bị đuôi mắt nữa các bạn. Cười cái này giống mắt rồi nãy là bự đó, nhảy càng xung vụ là cô còn mấy con bự nữa, tranh thủ quý vị ơi, tranh thủ rồi. Thôi nó phi luôn, nó phi luôn mày. Dế dính lụm lúa từ nữa nghe vậy đó. Còn tiếp theo nha, câu ngoài sông nha, để nhiều mấy thánh nói mình không có nuôi đồ cũng tội nghiệp mình nha đó. Còn tiếp theo nghe vậy, nuôi lên luôn cái hàng gợi luôn các bạn, cái hàng gợi nữa ăn trên mặt nước luôn các bạn. Rồi ngay hu vô rồi, ngay hu vô rồi, cho nó chạy kỹ trời. Ừ đúng rồi, xém sảy các bạn. Nó trời ơi, trọc bá luôn, cần mình đã phải dỡ cao luôn đi cho vị xem. Nó trọc bá luôn các bạn. To xuống mồi tiếp nha các bạn. Ôi, nặng chịch luôn, giờ không dính rồi. Còn cái hè này, sợ cái heo này. Cái hè thì nó bày không mày. Ủa, hết mồi rồi. Xuống mồi tiếp nha bạn. Ôi, nặng chịch luôn, giờ không dính rồi. Còn cái hè này, sợ cái heo này. Cái hè thì nó bày không mày. Ủa, hết mồi rồi. À, chạy máu mẹ ơi.
nằm vô nhất chết con đĩ mẹ. Anh dở nha anh được, em nhức tay lắm anh được ơi. Dở đi. Không mấy lấy đồ lao của em kìa. Không mấy em gỡ cho em lấy đồ lao của em kìa. Cái đồ lao em đi. Siêu hết. Còn gửi cá để em bị anh á. Đây con cá ấy chết rồi kìa. Cá ăn nữa đi. Cá ăn nữa nè quý vị ơi. Cái dồ nó rồi chứ đâu. Đó. Cá đó bạn, dù nhỏ dù lứa. Thả xuống mút rồi, phải cá ba xa đồ đỡ bạn. Xây qua đây xe máy của anh nữa nha. À. Cùng các bạn. Con nữa nữa. Rồi, tắt máy đi. Hạ xuống kìa. Giặt cái cây kìa, giặt hạ máy xuống. Giặt cái cây kìa, cái cây á. Nè. Rồi, giặt lên cái máy xuống. Xuống ngoài tiếp các vị ơi. Mong các bạn ủng hộ kênh của anh mình nha các bạn. Ủng hộ nhiệt tình lên nha. Dám cái này cái tay em đứt sâu lắm ạ. Ngạnh á. Kìa nó ăn gì kìa nữa. Hả? Cá đang ăn nha bạn. Ồ, bìm bìm chà bá kìa nữa. Ồ. Chắc lắc
thì ná chứ không tán cục mồi của mình. Để cho mấy con nhỏ lại nó quất không bạn. Hết mồi luôn, đau. Con chà phá lửa mẹ. Con chà phá lửa. Lên thứ dữ gì mà phê nữa bạn. Trời ơi. Hai con khủng ở đây các bạn, còn 500-600 gram á. 600 gram. Ôi, có con bự thế này á. Không sẽ lên được con khủng nó cho anh em xem. Con này nhỏ. Đúng, trời cũng có cũng vui bạn. Có quay cho anh em rồi xem ở lỗ câu mới bên đây bạn, nãy câu lỗ bên kia sẽ cắt hai clip ra cho vị xem. Giờ bỏ gần máy luôn bạn, câu đưa hồng này con nửa ký 300-400 gram không ngon hơn. Sáng cái bự ginh luôn. Ôi, dở là không nổi luôn bạn, cá 700 gram nữa. Đây đây. Chạy nó bá một bình giật lên nó chạy lãng lãng chứ không. Hết mồi, hết mồi bị nó quay cảnh sông nước cho anh em rồi xem nè, câu cái lỗ này. Cá đó, cá đang ăn với bạn. Trời ơi, lúc phao vậy không dính bạn. Bỏ mấy cần máy được luôn mày, nhưng mới cần tay luôn. Trời ơi, nó gỉ xuống chẳng nắng chết luôn các bạn ơi. Cho lúc hả mày, lúc hả. Ồ, ơn hàng bà này sao mà mình giống mình có bị ghẻ gì vậy. Đấy, đưa hồng tiếp nha bạn. Tính. Ôi. Giống nhẹ lên bạn. Giống nhẹ lên thấy nó nặng. Thì ra nó quất rồi. Đó, dính mép khủng sâu tuốt bên trong. À, trong tát luôn các bạn. Thả xuống lụp lụp lụm lụm lụm. Thương nó ghía ngọt quá. Khu gô là không bạn. À, lỗ câu này của mình nãy giờ được nhiêu các bạn? Ồ, mấy con đều hồng phụng nó cũng cỡ 7-8 con gì.
mà có con điều hồng trà bá các bạn. Như hai cái he thấy điều hồng khủng nhất mà nằm giáp rộng luôn. Lần đầu tiên mình câu dính con điều hồng mà nó bự cỡ này các bạn, con nó cỡ 700-800 gram các bạn. Mặt nó này mấy cục phi trăng lại kia mình câu gần tay thôi, thằng máy em nó tháo mồi xuống lại với im gung đó bạn. Đó người ta trong vợt này nhiêu nghe, còn trong bị cướp nó nghe quý vị, mấy con cá dồ nhỏ nữa, cá he nghệ con thấy không. Ở đây mình hai con với thằng bị hai con với hai con mày dinh, ba con mày dinh hay gì vậy. Cái đưa hồng bự nhỏ, lứa có nhỏ quá, lứa quá thì thả rồi, bắt không chậm rồi. Thôi chung vợt thì không cũng đâu 4 kg rồi bạn. Như đây 4 kg xịn rồi, thấy không? Rồi đằng kia nữa. Kia đâu 2 kg nữa. Như chục con nó có đưa hồng khủng như này nữa mà. Đây đi. Ở đây nữa bạn. Đây bị cướp rồi nữa. Đó, 2 kg nữa. 6 kg rồi. Rồi với câu này. Nó được không? Đây vô đây nè. Quá trời. Có được hồng trà bá nữa luôn. Hồng nó 700-800 gram mày. Kg rồi. Rồi chào anh em nha. Đổ cái vô thôi.